Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 29 tháng 1 cho hay, Ukraine cần các vũ khí mới và các đợt vận chuyển nhanh hơn để đối phó với tình hình rất khó khăn khi quân đội Nga liên tục tấn công vào khu vực Donetsk ở phía đông của Ukraine. Ông Zelensky thừa nhận, tại một số nơi quân đội nước này đã phải câu giờ để có thêm vũ khí. Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ vũ khí chỉ vài ngày sau khi Đức và Mỹ dẫn đầu danh sách các quốc gia nhất trí hỗ trợ xe tăng hiện đại cho Ukraine. Trước đó, hôm 28 tháng 1, ông Zelensky cho biết Ukraine cần hệ thống tên lửa tác chiến lục quân do Mỹ sản xuất với tầm bắn lên tới 300 km, loại vũ khí mà cho tới nay Washington vẫn từ chối cung cấp. Trong diễn biến liên quan, trả lời về thông tin của quan chức Ukraine rằng, việc trao đổi về cung cấp tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu đang diễn ra. Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định Đức hoàn toàn chưa tính đến việc gửi tiêm kích tới Ukraine. Thưa quý vị, hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến Seoul và dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và các vấn đề an ninh khác. Chuyến thăm của ông Austin diễn ra trong bối cảnh Seoul và Washington thúc đẩy các cuộc tập trận quân sự chung cũng như sự phối hợp an ninh ba bên với Tokyo. Tại cuộc gặp ngày 31 tháng 1, ông Lloyd Austin và ông Lee Jong-suk sẽ thảo luận về những nỗ lực chung nhằm tăng cường độ tin cậy của biện pháp ứng phó của Mỹ, cũng như về cuộc tập trận mà các nước đồng minh dự kiến tổ chức tại Mỹ vào tháng tới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hàn cũng có thể sẽ trao đổi về cách thức bổ sung thỏa thuận hội nghị thượng đỉnh ba bên năm ngoái giữa các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa trong thời gian thực trước các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Hôm nay 30 tháng 1, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tới Singapore kể từ khi nhậm chức vào ngày 24 tháng 11 năm 2022, Singapore và Malaysia đã ký kết 3 thỏa thuận hợp tác song phương. Theo đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và người đồng cấp Malaysia Ibrahim đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương, thúc đẩy các cơ hội và ký thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh cũng như bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng. Với các thỏa thuận đã ký, Singapore và Malaysia sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thiết lập tiêu chuẩn và các điểm sạc cho xe điện, triển khai các dự án về giải pháp carbon thấp, đặc biệt là thu hồi, sử dụng và lưu trữ hydro và carbon, tăng cường hợp tác kinh tế số trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực. Các thỏa thuận cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh tế kỹ thuật số trong ASEAN. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 29 tháng 1 lần đầu tiên để ngỏ khả năng chấp thuận cho Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trước Thụy Điển. Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra sau khi Ankara đình chỉ các cuộc đàm phán gia nhập NATO với hai nước Bắc Âu. Động thái có thể cản trở kế hoạch mở rộng lên 32 thành viên của NATO. Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển đã leo thang nghiêm trọng tuần qua khi các cuộc biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ nổ ra tại Stockholm, trong đó những người biểu tình quá khích đã đốt một bản sao Kinh Koran. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã có phản ứng mạnh mẽ, đồng thời đình chỉ các cuộc đàm phán gia nhập NATO với hai nước Bắc Âu. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể đưa ra một thông điệp khác về Phần Lan. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi Phần Lan không phạm sai lầm tương tự. Thông điệp này được Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ làm rõ vào ngày hôm nay. Chúng tôi có thể đánh giá đơn gia nhập NATO của Phần Lan tách biệt với Thụy Điển nếu như NATO và các nước đó đưa ra quyết định về điều này. Sự đối đầu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển đã khiến các quan chức Phần Lan lần đầu tiên đề cập khả năng buộc phải tìm kiếm tư cách thành viên NATO mà không có Thụy Điển vào tuần trước, dù nhấn mạnh rằng việc gia nhập chung vẫn là lựa chọn đầu tiên. Cùng với Thụy Điển, Phần Lan đã đệ đơn gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022, kết thúc hàng thập kỷ duy trì chính sách không liên kết về quân sự. Triển vọng gia nhập của hai nước sẽ cho phép NATO kiểm soát hiệu quả biển Baltic, cũng như củng cố khả năng phòng thủ của sườn phía đông. Để trở thành thành viên của Liên minh, hai quốc gia Bắc Âu phải được Quốc hội của toàn bộ 30 quốc gia thành viên phê chuẩn đơn xin gia nhập. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai thành viên còn lại chưa đồng ý. Song cơ quan lập pháp Hungary dự kiến sẽ phê chuẩn cho cả Phần Lan và Thụy Điển vào tháng sau. Ngày 30 tháng 1, một quả bom đã phát nổ tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar, tây bắc của Pakistan, làm ít nhất 19 người chết và hàng chục người bị thương. Nhiều người có thể còn bên dưới đống đổ nát. Giới chức bệnh viện địa phương cho biết họ đã tiếp nhận 90 người bị thương, một số người trong tình trạng nguy kịch. Theo phía cảnh sát, có ít nhất 260 người có mặt tại nhà thờ khi thảm kịch xảy ra. Một phần tòa nhà bị đổ sập và nhiều người còn mắc kẹt phía dưới đống đổ nát. Các lực lượng cảnh sát, an ninh và cứu hộ đã được huy động tới hiện trường để hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu. Phóng viên của Al Jazeera
đưa tin từ Islamabad cho biết thông tin được nghi vấn nhiều nhất là vụ tấn công có thể do một kẻ đánh bom liều chết thực hiện. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm gây ra vụ việc này. Từ hôm nay, Hàn Quốc chính thức bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong hầu hết các không gian công cộng trong phòng kín. Tuy nhiên, người dân vẫn buộc phải đeo khẩu trang khi ở trên các phương tiện giao thông công cộng và trong các cơ sở y tế. Quy định đeo khẩu trang cũng được đổi thành khuyến nghị tại nhiều cơ sở trong nhà như trung tâm mua sắm, nhà hàng, quán cà phê, bến xe buýt và tàu ga điện ngầm. Các tập đoàn lớn như Samsung cũng đưa ra hướng dẫn nội bộ, bao gồm cả việc có nên đeo khẩu trang trong các cuộc họp hay không. Các hướng dẫn bắt buộc được duy trì ở những nơi dễ lây nhiễm như trên xe buýt, trong bệnh viện và viện dưỡng lão. Tuy nhiên, trong trường hợp bệnh nhân được đưa vào phòng nhiều giường, việc cách ly được áp dụng linh hoạt theo hướng dẫn tại cơ sở. Như vậy, chính phủ Hàn Quốc đã chấm dứt quy định đeo khẩu trang được áp dụng suốt 27 tháng qua nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Người dân hoan nghênh quyết định trên, cho rằng đây là động thái cần thiết để khôi phục cuộc sống bình thường. Vì chính sách bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà, nhiều người đã tạm dừng thẻ thành viên và dừng tập luyện. Tôi hy vọng việc thay đổi chính sách sẽ giúp chúng tôi có nhiều khách hàng hơn. Dù quy định đã được dỡ bỏ, nhưng trên thực tế, nhiều người dân Hàn Quốc vẫn tiếp tục đeo khẩu trang. Tôi sẽ vẫn tiếp tục đeo khẩu trang vì dịch COVID-19 chưa kết thúc. Hơn nữa, có vẻ như khẩu trang bảo vệ tôi khỏi bị cảm lạnh và các bệnh hô hấp khác. Trong khi đó, do lo ngại nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát, chính quyền thành phố Seoul vẫn quyết định duy trì yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang khi xử lý những vụ việc khiếu kiện dân sự. Cho tới thời điểm này, Hàn Quốc vẫn duy trì biện pháp cách ly 7 ngày đối với các ca dương tính với SARS-CoV-2. Thống kê cho biết, số ca mắc mới theo ngày đã giảm đáng kể xuống dưới 20.000 ca một ngày vào 28 tháng 1. Từ đầu dịch đến nay, Hàn Quốc ghi nhận hơn 30 triệu ca mắc COVID-19. Ngành công nghiệp du lịch Thái Lan đang cho thấy sức mạnh phục hồi mạnh mẽ và sau khi quốc gia này đón lượng lớn khách du lịch Trung Quốc, sự trở lại của khách du lịch từ một trong các thị trường đông dân nhất thế giới được kỳ vọng sẽ giúp chính phủ Thái Lan thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch. Trong suốt kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2023, Thái Lan thu hút du khách Trung Quốc bằng các loại màn trình diễn nghệ thuật lấy cảm hứng từ con thỏ, con giáp của năm 2023. Tổng cục Du lịch Thái Lan dự kiến sẽ có 1,38 triệu lượt khách du lịch đến Thái Lan trong dịp Tết năm nay, đem lại 45 tỷ bạt, tương đương 1,37 tỷ đô la Mỹ cho ngành công nghiệp không khói của nước này. Sự trở lại của khách Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng chung của Thái Lan, phục hồi kinh tế và ngành du lịch cũng sẽ phát triển tốt hơn. Sự trở lại của du khách Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu phục hồi kinh tế và du lịch của chính phủ Thái Lan. Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2022, kim ngạch thương mại Trung Quốc-Thái Lan đạt 97 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, kể từ khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực có hiệu lực, điều này không chỉ mang lại lợi ích cho ngành du lịch Thái Lan, mà còn cho phép chia sẻ đầy đủ các cơ hội và lợi ích phát triển từ quá trình mở cửa của nền kinh tế Trung Quốc sau đại dịch COVID-19. Ngày 29 tháng 1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo nước này và Chile đã nhất trí mở rộng mối quan hệ đối tác thương mại trong lĩnh vực khai khoáng, một trong những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang đối mặt với cú sốc kinh tế liên quan tới xung đột Nga-Ukraine. Thỏa thuận mới được ký kết trong khuôn khổ chuyến công du của nhà lãnh đạo Đức đến Argentina, Chile và Brazil, ba quốc gia Mỹ Latin giàu tài nguyên thiên nhiên và là những đối tác rất tiềm năng của Berlin. Thỏa thuận mới giữa Đức và Chile sẽ giúp củng cố hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoáng sản, thông qua các diễn đàn song phương thường niên và các công cụ xúc tiến thương mại như bảo lãnh đầu tư. Ông Scholz khẳng định, với những tiêu chuẩn cao trong lĩnh vực khai khoáng, Đức sẽ là một đối tác lý tưởng đối với Chile. Mối quan hệ đối tác tài nguyên với Chile đã tồn tại được 10 năm và các công ty Đức rất quan tâm đến việc mở rộng sự hợp tác này cũng như trong lĩnh vực lithium. Chúng tôi muốn hỗ trợ Chile trên con đường trở thành một quốc gia khai khoáng mỏ bền vững. Đáp lại, Tổng thống Chile đánh giá cao việc Thủ tướng Đức chọn nước này là một trong ba điểm đến trong chuyến công du Nam Mỹ. Việc Thủ tướng Đức đến thăm Chile trong chuyến công du đầu tiên đến Nam Mỹ thể hiện tình bạn thân thiết giữa hai bên. Chile và Đức có những dự án chung và lợi ích chung. Chuyến thăm của Thủ tướng Đức đến Nam Mỹ diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế hàng đầu châu Âu đang mất dần ưu thế trong cuộc đua giành nguồn cung các loại khoáng sản quan trọng, dẫn đến sự phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia có đầu tư rất lớn vào lĩnh vực khai thác mỏ tại Nam Mỹ.
Trung Quốc đã bỏ khá xa Đức và EU trong việc giành phần rất lớn nguồn cung ứng lithium từ các nước Mỹ Latin. Vốn là một quốc gia với ngành công nghiệp ô tô phát triển mạnh mẽ, việc đảm bảo nguồn cung lithium được coi là một trong những mục tiêu quan trọng của Đức. Đây là loại kim loại siêu nhẹ, chuyên được dùng trong sản xuất pin xe điện, được phát hiện nhiều tại Argentina và Chile. Vì vậy, trước nhu cầu về khoáng sản gia tăng cùng với những mối quan ngại địa chính trị mới, chính phủ Đức phải nỗ lực đảm bảo và đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản thông qua các thỏa thuận đóng góp cổ phần vào lĩnh vực khai thác mỏ hoặc phát triển năng lực tự cung. Theo giới quan sát, ngoài việc nỗ lực tạo sự khởi đầu cho Đức và EU trong cạnh tranh với Trung Quốc để đảm bảo nguồn cung các khoáng sản quan trọng, trong chuyến công du của Thủ tướng Đức, Brazil sẽ là điểm đến thu hút nhiều sự chú ý của dư luận hơn cả. Thủ tướng Scholz sẽ là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên gặp Tổng thống Brazil Lula da Silva kể từ khi chính khách theo đường lối cánh tả này nhậm chức vào ngày đầu tiên của năm 2023. Việc nối lại ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Liên minh châu Âu và khối thị trường Trung Nam Mỹ sẽ là một trong các chủ đề chính được thảo luận sau những đình trệ dưới thời cựu Tổng thống cực hữu Bolsonaro. Ngay sau Chile, Brazil sẽ là điểm đến cuối cùng trong chuyến công du Nam Mỹ của Thủ tướng Đức. Người dân Hàn Quốc đang trải qua những ngày giá lạnh kéo dài. Nhiệt độ trong tuần này đã có ngày xuống âm 17,3 độ C ở thủ đô Seoul. Trong bối cảnh mùa đông băng giá vẫn kéo dài này, nhiều người dân Hàn Quốc đang gặp khó khăn về chi phí năng lượng do giá ga và giá điện tiếp tục tăng. Một số người đã nghĩ ra những giải pháp như dựng lều ngủ trong nhà để thêm lớp giữ ấm. Nhờ đó có thể hạ nhiệt độ sưởi xuống thấp hơn nhằm tiết kiệm chi phí ga. Còn một số người lại hạ nhiệt độ đun nước nóng, lắp rèm giữ nhiệt, dán băng dính lên cửa sổ để chặn bớt hơi lạnh. Tất cả là để chống chọi với đà tăng của hóa đơn tiền ga, tiền điện, trong khi thu nhập vẫn không đổi. Ô tô nối đuôi chạy trong tuyết rơi dày, người đi bộ rảo bước vượt cho nhanh quãng đường đi ngoài trời. Đợt băng giá kéo dài kèm bão tuyết tràn qua thủ đô Seoul và các vùng lân cận. Ông Lim Jong-chun sống ở Seoul cho hay, thu nhập của hai vợ chồng ông thì cố định, nhưng chi phí sinh hoạt do giá rét kéo dài lại tăng. Năm nay lạnh hơn năm ngoái. Hóa đơn chi phí sưởi ấm lại tăng 50% so với năm ngoái. Mùa đông chưa kết thúc, nên tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải tiết kiệm chi phí sưởi ấm bằng cách hạ nhiệt độ trong nhà, bớt ăn ở ngoài, mặc nhiều áo, dùng thiết bị sưởi điện để tiết kiệm ga. Bà Bang Myung-sun, 76 tuổi, đã bị sốc vì hóa đơn ga sưởi tăng ở cửa hàng và nhà của bà. Tôi cố gắng tiết kiệm nhưng không hạ nhiệt độ sưởi ở đây được vì khách hàng sẽ kêu lạnh. Ở nhà cũng thế. Hai vợ chồng tôi đều già rồi, chồng tôi là bệnh nhân tai biến nên không thể bị lạnh được. Thật khó khăn. Chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ tăng gấp đôi số phiếu hỗ trợ chi phí năng lượng và giảm giá ga sưởi cho các gia đình khó khăn, nhưng cũng giải thích với người dân rằng chi phí năng lượng tăng là điều không thể tránh khỏi bởi giá ga toàn cầu đã tăng gần 10 lần kể từ năm 2021.